chúng ta cùng nhau tham khảo ngữ pháp N N, Nio hoặc eo N1 N2 trong chương trình Seoul 1A bài 1 đầu tiên chúng ta chú ý đến Un Nun ở đây là gắn sau danh từ thể hiện danh từ là chủ thể trong câu tức là trợ từ chủ ngữ của N1 mang tính chất là chủ thể không có bát chim thì sẽ đi với nân và có bát chim sẽ đi với ân ví dụ ở đây cho nên Steven nên. à, cho nên chúng ta đến đây chúng ta có thể giải đáp chờ là tôi còn nân đây nó chỉ là chủ trợ từ chủ ngữ chứ không phải là mang nghĩa cho nên một số bạn nói là chờ nân là tôi thì đây là chỉ là trong câu thôi ạ còn nếu mà đứng độc lập từ từ vựng thì chờ đây là tôi còn nân, thì nó chỉ là trợ từ, chứ nó không mang nghĩa. cho nên trả nân, đó là tôi. steven nân, đây là bạn steven. và ví dụ, chân nân tôi là yuchin. steven nân 사람이에요 steven là người mỹ. và chúng ta nghe bạn yuchin giới thiệu. 저는 유진이에요. 저는 유진이에요. tiếp theo chúng ta chú ý đến phần đuôi của câu này đó là ieo hoặc là eo ở đây gắn với n2 tức là danh từ hai dùng để giải thích ieo eo gắn sau danh từ dùng cho cả câu hỏi và câu trần thuật khi muốn nói tới thuộc tính hoặc trạng thái của chủ ngữ. Tức là giải thích cái chủ ngữ N1 này là cái gì? Danh từ N1 là N2. Nếu không có ba chim, ví dụ như là Nana, thì sẽ đi với EO thành Nana EO. Nếu có ba chim như là Hắc là học sinh, thì đi với IEO, tức là là học sinh ví dụ bên dưới này. cho nên, cho nên là chủ thể là tôi. eo là là. Nana là bạn nana là tên riêng. cho nên, dana tức là, tôi là nana. michael nun cha bạn, uh, michael là ký giả phải không. nè. michael nun ký cha vâng baiken là ký giả. Cho nên hắc sen iel. Cho nên là tôi. hắc sen là học sinh. iel là. Cho nên hắc sen iel. tôi là học sinh. sao minh sinan. sao minh là tên riêng. bạn sao minh. sinan. si đây là khi chúng ta uh, nói lịch sự thì chúng ta cho si vào nó có nghĩa như kiểu là tiếng trong tiếng việt là anh hoặc chị Sao mình xin si? sao sao si ấn Trung Quốc 사람이에요 là người Trung Quốc phải không? Trung Quốc saram là người Trung Quốc. 이에요 là. Đây trong câu hỏi chúng ta dịch là. Sao mình xin si ấn Trung Quốc 사람이에요? Và trả lời. Để cho nên Trung Quốc 사람이에요. Và bây giờ là sao mình trả lời. Vâng, tôi là người Trung Quốc. chú ý lên giọng khi hỏi và xuống giọng khi trả lời ở trong câu N1, N2, EO, E hoặc là EO. Ví dụ trong câu hỏi chúng ta có Trong ngôn Ở đây chúng ta có Trong là người Hàn Quốc phải không? Thì chúng ta cần phải lên giọng cuối câu. Trong ngôn ấn Hàn Quốc Trương là người Hàn Quốc. Thì ở đây chúng ta chú ý thêm việc lên giọng và xuống giọng ở trong uh, cách nói của người Hàn Quốc. Thì khi câu hỏi thì chúng ta lên giọng và khi câu trả lời chúng ta xuống giọng. Và các bạn chú ý nếu trong câu hỏi mà có từ nghi vấn thì kể cả chúng ta không thường là những câu đó, chúng ta sẽ không cần phải lên giọng. Còn lên giọng vẫn không không làm sao thường chúng ta không lên giọng thì nó vẫn là câu hỏi. Thế các bạn chú ý như vậy. Và ngữ pháp này chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở những ng ngữ pháp sau. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc so.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân Về các chương trình đầy ý nghĩa Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn Tại các video sau Shukuhashoushimida Bye bye